Xin chào các quý vị. Vâng, tiếp theo clip trước mà khi tôi cùng các bạn đã setup xong một cái mâm than và bây giờ tôi đã kết nối toàn bộ hệ thống mâm than này vào trong chiếc âm ly thì chúng ta cùng trải nghiệm. Và hôm nay tôi tiếp tục lại giới thiệu cho các bạn một hệ thống gọi là clear, tức là cái hệ thống vệ sinh mâm đĩa kim than. Và trong điều kiện chơi của mâm than và LP thì bắt buộc bạn phải có, vì đấy là một cái yếu tố rất quan trọng. Trong đĩa LP này thì bao giờ nó cũng là một trong những cái tư liệu quý vì nó có giá trị rất cao. Những cái đĩa này nó lên tới từ 800 đến 1 triệu 2. Nên những người chơi đĩa này thì người ta luôn luôn ta giữ gìn. Và trong một yếu tố của người chơi những LP hoặc mâm than này thì là những yếu tố này là người ta ít khi cho đi mượn nhau. Vì các cái rãnh đĩa và các đầu kim, các stylus thì nó lại khác nhau. Nên mỗi một điều kiện chơi thì nó hơi khác, nên cái này là người ta sẽ quý mà ta giữ. Và đầu tiên thì tôi sẽ thao tác để các bạn cùng trải nghiệm. Và khi các bạn cầm đĩa thì các bạn hạn chế cầm vào mặt rãnh đĩa này, vì mặt rãnh đĩa này nó sẽ có rất là nhiều rãnh nhỏ, và đây trong này thì nó sẽ là ghi lại toàn bộ của cái bản nhạc đó, nên chúng ta chỉ có thể cầm vào các cái cạnh thành này, hoặc là chúng ta cầm ở giữa ngón tay này vào đây như thế này. Khi để thì ta sẽ đưa vào trong mâm than, và khi đưa vào mâm than này thì chúng ta cũng sẽ cầm như này, ta đưa vào đây và chúng ta đặt cục chặn lên. Nếu như bình thường ra thì mình chỉ cần ấn nút để cho khởi động máy là mình có thể chơi được rồi. Nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ xin bóc hộp Record Clear. Đây chính là hộp gọi là hộp vệ sinh mâm than. Trong hộp này thì nó sẽ có một cái... tức là những người ta chơi đĩa lâu năm thì người ta sẽ dùng những cái này để người ta tẩy vệ sinh. Thì người ta sẽ xịt cái này trực tiếp lên cái mặt đĩa này. Xịt trực tiếp lên mặt đĩa này. Sau đó là người ta sẽ lau. Và bây giờ thì tôi cũng sẽ trải nghiệm cùng các bạn luôn. Đó, thế là khi mình... sau đó thì mình sẽ dùng cái khăn này thì để mình lau toàn bộ cái rãnh cái đĩa đi, vì cái đĩa là sau những thời gian mình dùng nó sẽ bị tích từ vào trong này. Đó, và sau đó ta sẽ dùng cái khăn chuyên dụng này của hãng ta đã cung cấp cho mình, và sau đó mình sẽ lau. Và mình nhớ là lau từ ngoài vào bên trong. Vì các bạn chơi mà được điều kiện thế này thì các bạn sẽ không phải rửa đĩa nhiều. Thì để cho cái rãnh này nó sạch đấy. Các bạn đã nhìn thấy đây là một đĩa mới mà đã thấy cái bụi bẩn nó như thế này. Đó, các bạn thấy không? Đó là cái phần về vệ sinh về cái phần mặt đĩa. Còn bây giờ thì trong cái hộp box này thì chúng ta sẽ xem có cái gì. Trong hộp box này thì người ta sẽ trang bị cho các bạn cũng có một cái khăn giống như cái khăn vừa rồi. Và bên này thì nó có một cái chổi. Và các bạn luôn lưu ý là dùng cho đúng đồ dùng của for audio, tức là dùng mâm than thì phải lên dùng chổi này, vì chổi này nó có cái gọi là chổi carbon, nên nó sẽ khử từ ở trên cái mặt đĩa này, vì khi mặt đĩa này mình dùng một thời gian nó sẽ sinh ra từ thì nó sẽ bị dính vào đây. Và trong này thì có một cái nữa đây cho mình, thì cái này người ta gọi là cái búa để vệ sinh về cái đầu stylus, tức là cái đầu kim. Và bên này thì nó có một cái lọ dầu và một cái hộp. Đây, bây giờ thì tôi sẽ xin bóc ra và thao tác trực tiếp cho các bạn nhìn. Vì đây là những người ta mới chơi, các cái yếu tố này là quan trọng lắm. Vì các bạn chơi thì các bạn chỉ cần lắc cái tay như này để gọi là vệ sinh lại cái đầu của cái này. Đó. Tôi sẽ xin giới thiệu từng cái một để cho các bạn nhìn thấy. Và khi các bạn ấn tốc độ 33 hoặc các bạn ấn tốc độ 45 tùy theo cái mặt đĩa, thì khi bắt đầu được thì chúng ta sẽ đặt cái chổi này vào đây. Nhưng mà nhớ là luôn lưu ý là
cái mặt lông này nó chỉ nằm ở trên mặt đĩa chứ không phải là cái mặt nhựa này. Đó, các bạn thấy không ạ? Và khi nó quay đủ 3 đến 5 vòng rồi thì chúng ta sẽ gạt nhẹ ra phía ngoài như này để đưa toàn bộ các cái tạp bẩn ở nó nằm ở trong rãnh đĩa ra phía ngoài. Rồi, và như thế thì về cái phần từ đĩa thì nó cũng đã được xử lý. Còn về phần thứ hai là bây giờ thì tôi sẽ xin dùng cái đầu dầu này để lọ dầu của để lau cái stylus. Thì khi các bạn muốn lau cái này chuẩn thì các bạn phải ngồi đúng thuận theo chiều kim, chứ các bạn không nên ngồi lệch hướng theo chiều kim. Và các bạn luôn lưu ý và nhớ là với các đầu kim như thế này thì khi bạn lau chùi thì các bạn hãy vặn volume hết xuống, hoặc các bạn về vệ sinh trước khi các bạn nghe thì là tốt nhất. Sau đó là các bạn đặt tay vào đây, các bạn lau như thế này. Và các bạn chỉ cần nhớ là chấm nhẹ vào, và có gạt thì gạt theo chiều dọc của kim này. Đó. Khi mình chấm ở đây là cái đầu stylus là nó đã chạm vào cái chổi của lau này rồi, nên nó đã có dầu dính vào đây rồi, là rất là an toàn. Rồi, và cái này thì nó có cái nhiệm vụ tức là làm sạch cái đầu kim này để tránh những cái bụi hoặc những cái lông dù nó rất là nhỏ nó bám vào đây thì nó sẽ sinh ra cái tiếng loạt xoẹt và tạo cảm giác khi mình đưa khuếch đại âm thanh lên ra để tai người nghe thì nó rất là bị chán. Đó, cũng khuyên các bạn lên từ 3 đến 5 đĩa thì các bạn cũng có thể chấm một lần như thế này. Đó. Và một lọ dầu này thì các bạn có thể dùng nhiều năm, chứ không phải là như mọi người là cứ sợ vì mỗi lần chấm cái này thì các bạn chỉ biết là nó chỉ có chạm mà thôi. Mà cái đầu kim của nó thì nó tính bằng micro mili thì rất là nhỏ. Còn tiếp tục thì sau đó lại đến sang cái búa này. Cái búa này thì trong dân chơi thì nó cũng giống như là cái hệ thống để mình vệ sinh cái đầu kim. Nếu cái dầu thì nó sẽ tạo cho độ trơn của cái đầu stylus và rãnh đĩa. Còn cái búa này thì nó lại sẽ làm vệ sinh cho sạch. Thì các bạn cũng chỉ cần để vào đây như này và gạt đúng vào cái đầu kim nhỏ mỏng ở dưới, rất nhẹ nhàng, và đưa đúng theo chiều kim. Và nhớ là khi làm thì bao giờ cũng phải theo trục dọc này, chứ không được đưa kéo ngang như này. Đưa kéo ngang là ẩn vào, mà sẽ kéo đúng từ trong ra ngoài như này. Đó, các bạn cứ nhẹ nhàng các bạn làm thế này. Thế là đầu kim của mình thì bây giờ nó đã được sạch sẽ, và nó sẽ cho để phục vụ cho người nghe được hoàn hảo, hoàn thiện. Thì đó là một cái yếu tố rất là tuyệt vời để dành cho các bạn. Và với một chương trình giới thiệu như thế này thì tôi cũng sẽ cố gắng giúp cho các bạn mới chơi hiểu được phần nào để mình sử dụng LP cũng như mâm than, và cách vệ sinh mâm than cho nó thật hoàn diện để cố gắng giữ được những cái đầu kim này. Vì có những đầu kim này tôi hỏi có những người ta chơi người ta giữ được đến 10 năm. Tức là nó hỏng hay không hỏng là do người sử dụng, chứ hoàn toàn nó không thể tự nhiên nó hỏng. Và qua một cái chương trình như này thì chúng ta càng ngày càng yêu quý hơn với cái môn chơi mà cái thể loại âm nhạc mà người ta thích nhất, đó chính là mâm than và LP. Và đây là một trong những huyền thoại của Analog để dành cho các bạn. Còn bây giờ thì tôi cùng các bạn cũng sẽ trải nghiệm ngay 1-2 bài hát của những đĩa nhạc Việt mình. Và cũng mong các bạn hãy nhiều người chơi hơn nữa để ủng hộ cho các ca sĩ Việt và những âm thanh chất lượng tốt nhất trên thế giới. Xin mời các bạn. Kề bên nhau phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu. Hà Nội mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng con gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua.
màu sương thương nhớ bay sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời. Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi. Mưa giáng em đang ôm đàn dịu muôn tiếng tơ, không gian trầm lắng như âu yếm du ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trắng vờn làn sóng, yêu ai ánh nắng cung đàn đầy vơi đôi mắt xa xôi. Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyện đẹp bao ước mơ. Anh như lầu vắng, em như ánh trăng gieo muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mến, tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng chờ. Hẹn em từ muôn kiếp trước, nhớ em mấy thuở bắt đầu, anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn. Em để cung đàn đưa anh về đâu, dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung. Đêm mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ, môi em hé rung, anh muốn thành mây nương nhờ làn gió, đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng.